Thì đây mình sẽ giới thiệu một cái combo mạch ba tắc đơn đang sử dụng cái mẫu mạch đời mới nè ha, mẫu mạch 2023, mẫu mạch có chức năng là live stream chống hú, DSP lập trình tiếng reverb, tiếng ca là tiếng kiểu echo reverb ha. Chút xíu mình test thử cho các anh em nó giống giống gần tiếng reverb hay không ha. Đây là nguồn sung, nguồn sung, công tắc led, công tắc power này, bluetooth đời mới có nhiều ứng dụng ha. Này bên này là ứng dụng cho thuyết trình này, bên này là ứng dụng cho điều khiển bluetooth này, ok chưa. Này là khối live stream, khối live stream dài ha, live stream dài. Thì đối với live stream dài thì nó có hai cái ngõ vào live, một cổng mic, một cổng tai nghe, von chỉnh tai nghe này, mic von cô chép phát von này. Bên trong bo mạch ha, bên trong bo mạch thì ở đây nó phần lắp micro không dây, ok chưa, có chỗ lắp đèn led. Đây bo mạch set 8677E này, mình đang lắp micro này, micro 8V nè. Đối với cái mẫu mạch thì này thì mình lắp được micro không 5V hoặc 8V đều được luôn, nó đa năng ha. Đây mình đang thử lắp cho cái micro UHF thân nhôm, xét tần số và chỉnh âm lượng mic xịn ha. Đây đang lắp cho cái combo loa 3 tấc, cái bass 3 tấc còn 38 ha, bass xịn luôn ha, âm thanh tuyệt vời luôn. Chút xíu mình test các anh em xem. Này loa chung, loa chép ha, này bình ắc quy lắp vô cho bo mạch ha. Thì ở đây nó có nguồn sung cắm điện 220 để chạy độc lập hoặc là dùng để sạc bình ha. Mình khi mình sử dụng bình thì mình gắm điện 220 vô, nó có chức năng là sạc bình. Ok, thì ở đây mình sẽ thử tiếng micro cho các anh em ha. Micro thì ở đây mình sẽ đẩy eco von, đẩy eco lên nè, mức cao nè. Thử tiếng mic cho các anh em xem. 1 2 6 6 6 6 6. Cái tiếng mic nó phải mạnh chắc gì mới ca mới được nha. Mạnh và chắc ca mới tốt ha, ca mới hay được. Mình thử giảm echo nè, mình thử tiếng nó giống reverb như mình nói hay không ha. Đây. 1 2 6 6 8 9 1 2 6 8 9 1 2 6 8 9 1 2 6 8 9. Ok chưa? Đó. Thì đây là chống hú nè. Chống hú thì mình đỡ gần lo nó kêu re re gì đó. Còn nếu như mà không có chống hú thì nó khác à. Đưa vô cái rít tắt luôn. 1 2 6 6 8 9 9 1 2 6 8 9 9 1 2 6. Ok chưa? Thì bây giờ mình sẽ thử nhạc. Nhạc là tiếng nhạc là cực kỳ phê luôn ha. Đây. Nét cực nét. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì. Mục tiêu mình thử ở đây á, cho các anh em thấy được cái màn lo nó rung thôi ha. Bỏ vào thùng nó mới cộng hưởng, nó mới âm thanh nó mới hay được. Tìm đâu ngày xưa yêu nhau. Đường về hai thôn cách xa, thôn cơn gió chiều. Nhớ mỗi bóng em hương đành đà. Lòng chợt buồn mơ mông. Giấc dặm ngàn thiên lý tiêu người đi, mây đưa khu buồn ngày biệt ly. Không cho riêng mình đoạn trường thương non đầu xa ngang. Từ biệt nhau, dầm ngàn thiên lý tiếng người đi, mây đưa khu buồn ngày biệt ly, không cho
cho duyên mình đoạn trường thương non đỏ xa lênh láng. Áo váy em cài màu hoa cứ như sáng qua giữa người cùng duyên mới nên chân cao sau khai một cung đoạn thờ bên nhau. Phải anh chị ha, âm thanh nó có được là nhờ cái mạch nè, cái lo nè, lo chung lo chép nè, thì nó quyện với nhau âm thanh nó ra sắc nét như thế ha, âm thanh cực kỳ tuyệt vời luôn đó. Thì các anh em cứ nghe đây nhưng phải thử thực tế mới cảm nhận được ha, đó, nó là như thế. Quán cung sầu nặng lòng tim chân người ra đi, xa quá vô quy bên thềm, có chân hạnh phúc em đêm, đời người còn gái độc trong người hai bên nữa lòng đời. Dòng ngàn thiên lý đưa người đi, mây đã khô một ngày biệt ly, không cho riêng. Cái này thì mình thử đoạn nhỏ cho các anh em xem. Khi vô thùng thì các anh em nó cảm nhận được hết tất cả cái độ hay của nó ha. Đây, mẫu mạch đây, mẫu mạch mới ha. Rồi, kết thúc video tại đây. Ok.